Tối ngày 25 tháng 10, giờ địa phương, tức sáng ngày 26 tháng 10 theo giờ Việt Nam, một người đàn ông đã nổ súng tại một sân chơi bowling và một quán bar ở thành phố Liaoning, bang Maine, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và gây hỗn loạn thành phố lớn thứ hai của bang. Hiện cảnh sát Mỹ đã xác định được nghi phạm trong vụ xả súng là Robert Card, 40 tuổi. Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Androcom đã đăng ảnh nghi phạm mặc áo khoác trùm đầu màu nâu, quần bò, cầm khẩu súng trường trong tư thế ngắm bắn. Hiện nghi phạm vẫn đang lẫn trốn. Sở cảnh sát thành phố Liaoning cảnh báo đây là đối tượng nguy hiểm và có vũ trang. Cảnh sát khuyến cáo cư dân tránh xa khu vực xả súng. Nếu ở trong khu vực bị ảnh hưởng, cần tuân thủ mọi hướng dẫn do quan chức địa phương ban hành, bao gồm cả lệnh trú ẩn tại chỗ. Người phát ngôn của Bộ An toàn Công cộng Maine kêu gọi người dân ở trong nhà và khóa cửa. Thống đốc bang Janet Mills đã được thông báo ngắn gọn về tình hình và giữ liên lạc chặt chẽ với các quan chức an ninh.